Chào mừng các bạn đến với Bình luận viên Hải Thanh Story với những câu chuyện về địa lý và văn hóa. Estonia có vẻ là một cái tên khá xa lạ với chúng ta. Tuy nhiên bạn đã bao giờ nghe đến quốc gia kỹ thuật số hay là quốc gia đám mây chưa? Việt Nam chúng ta hay nói về 4.0 thì Estonia có lẽ đã đi qua cái thời 4.0 từ lâu rồi. Đây là một trong những quốc gia xanh nhất thế giới, công nghệ thông tin phát triển nhất thế giới. Mật độ dân số khá thấp, chất lượng không khí cũng tốt hàng đầu thế giới. Mặt khác, Estonia là nơi hoàn hảo để kết nối với toàn thế giới về Internet. Vì thế, đây trở thành một trong những quốc gia đáng sống nhất tại châu Âu. Và không chỉ có vậy, điều thú vị nhất, Estonia còn là quốc gia đội vợ lên đầu giỏi nhất thế giới theo đúng nghĩa đen. Vậy, Estonia là đất nước nào? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá trong câu chuyện ngày hôm nay. Estonia có tên chính thức là Cộng hòa Estonia, có diện tích là 45.226 km2. Đường bờ biển của Estonia dài gần 4.000 km2, phía Bắc giáp với Vịnh Phần Lan, còn phía Tây thì giáp với biển Baltic. Trên đất liền, Estonia có đường biên giới chung với Liên bang Nga về phía Đông và Latvia về phía Nam. Với dân số chỉ vỏn vẹn là 1,3 triệu người, Estonia cũng nằm trong nhóm những quốc gia có cư dân tương đối thưa thớt tại châu Âu. Trong suốt lịch sử của mình thì Estonia đã bị nhiều quốc gia láng giềng, đô hộ, ví dụ như là Thụy Điển và Nga. Năm 1918 thì nền Cộng hòa ở Estonia chính thức được thành lập, tách ra từ đế quốc Nga. Tuy nhiên đến năm 1940 thì Estonia lại sát nhập vào Liên Xô, lại bị Đức chiếm đóng khi quân Đức tiến công Liên Xô. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Estonia tiếp tục là một phần của Liên Xô cho đến năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ thì Estonia trở thành một quốc gia độc lập. Ngày nay, Estonia đang là một thành viên của Liên minh châu Âu và của cả NATO nữa. Người Estonia thì có liên hệ về mặt dân tộc với người Phần Lan. Tiếng Estonia vì thế cũng rất là gần gũi với tiếng Phần Lan. Đây là một trong số ít những ngôn ngữ chính thức của châu Âu không bắt nguồn từ hệ ngôn ngữ Ấn Âu. Ngôn ngữ Estonia được miêu tả là rất là độc đáo với những âm thanh du dương, những nguyên âm kéo dài của nó. Những người nước ngoài khi đến với Estonia miêu tả rằng nghe người Estonia nói cứ như là họ đang hát vậy. Về cảnh quan thiên nhiên và điều kiện thời tiết, Estonia có những bãi biển rực rỡ cùng bờ biển dài. Mặc dù mùa hè ở đất nước này thì lại hơi ngắn. Nhiệt độ mùa đông ở Estonia là khoảng từ âm 8 cho đến âm 5 độ C vào tháng 1. Và vào mùa hè vào tháng 7, nhiệt độ khoảng trên dưới 17 độ C. Một quốc gia có diện tích không lớn, quy mô dân số thì khiêm tốn. Điều kiện thời tiết cũng không phải là quá ủng hộ người dân Estonia. Bởi vậy nên chính phủ nước này đã tìm ra một đường hướng phát triển riêng của mình. Họ định hướng đây phải là một đất nước tiến bộ về công nghệ, bắt nguồn từ việc số hóa dữ liệu của công dân, an ninh, kinh tế và cả giáo dục nữa. Chính bởi vậy nên đến nay, Estonia đã trở thành một quốc gia kỹ thuật số hàng đầu trên thế giới. Hơn 1 triệu người Estonia được liên kết mạnh mẽ với nhau và liên kết với phần còn lại của thế giới bằng hệ thống Internet. Hệ thống Wi-Fi, hệ thống mạng 4G, 5G phát triển mạnh được bao phủ trên toàn quốc. Bạn có thể truy cập Internet ở bất cứ nơi đâu tại Estonia, ngay cả ở trong rừng. Người Estonia thường đi trước thế giới về công nghệ. Một phần là do tinh thần dám nghĩ dám làm của họ, một phần là tư chất thông minh sáng tạo của con người nơi đây. Họ luôn tin rằng nếu công nghệ tiến bộ càng sớm thì cuộc sống của con người càng trở nên tốt hơn. Estonia chính là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng hình thức bỏ phiếu bằng bầu cử trực tuyến vào năm 2005. Điều này đã mở ra một tiến trình áp dụng công nghệ tiên tiến mới và hệ thống quản lý đất nước với tất cả những quốc gia trên thế giới sau này. Ở Estonia có một điều rất là hay, đó là họ có cái gọi là công dân điện tử. Từ năm 2014 thì Estonia đã cho phép bất kỳ ai trên trái đất này đều có thể trở thành công dân ảo và được phép thành lập, quản lý, kinh doanh những cái công ty tại Estonia. Kể từ khi bắt đầu thì ngay lập tức đã có 17.000 công dân điện tử được chấp thuận, với đa số là những người có nguồn gốc từ Phần Lan, từ Nga và từ Mỹ. Một số nhân vật tiêu biểu đã trở thành công dân điện tử của Estonia, ví dụ như là bà Angela Merkel của nước Đức hay là ông Barack Obama tới từ nước Mỹ. Hiện nay thì dân số chính thức của Estonia, những con người bằng xương bằng thịt sống trên đất nước Estonia như đã nói chỉ là hơn 1 triệu người. Nhưng mà mục tiêu của chính phủ nước này là đạt 10 triệu công dân điện tử vào năm 2025. Và nếu cảm thấy hứng thú thì bạn có thể tìm hiểu về chính sách công dân điện tử của Estonia. Ở Việt Nam bây giờ chúng ta vẫn đang làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Thế còn tại quốc gia kỹ thuật số Estonia thì sao? Estonia chính là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thẻ căn cước công dân điện tử để mà thay thế cho giấy tờ tùy thân của người dân. Ngay từ năm 2002 thì chính phủ Estonia đã phát hành thẻ điện tử có tên là ID Card, hay còn gọi là chứng minh thư Estonia hoặc là căn cước Estonia theo những cái từ bình dân nhất. Khi mới ra mắt thì căn cước công dân điện tử của Estonia đã đi kèm hàng loạt những tính năng như là khám sức khỏe trên toàn quốc,
lưu trữ chữ ký số, bỏ phiếu bầu cử, đăng ký kinh doanh, đóng thuế, truy cập vào các cổng thông tin điện tử, cho phép thanh toán giao dịch ngân hàng, vân vân và vân vân. Gần như là mọi hoạt động đều có thể sử dụng cái căn cước công dân điện tử này. Không những thế, cái căn cước công dân điện tử của Estonia còn thay thế cho hộ chiếu khi đi lại trong nước hoặc là trong Liên minh châu Âu. Và tất nhiên rồi, cái tính năng này thì chỉ sử dụng cho công dân Estonia bằng xương bằng thịt, chứ không được cung cấp cho những công dân điện tử, những công dân kỹ thuật số của Estonia. Như vậy là chỉ hơn 1 triệu người được sử dụng những cái tính năng ưu việt này thôi. Và một quốc gia điện tử thì đương nhiên phải đi kèm với máy tính rồi. Một sáng kiến quan trọng bắt đầu trong giáo dục Estonia khi mà họ cam kết đưa máy tính vào mọi lớp học, mọi trường học ở đất nước này đều là những lớp học, những trường học trực tuyến. Năm 2000 thì cứ 10 người dân Estonia chỉ có 3 người sử dụng Internet. Đến năm 2016, 10 người dân Estonia đã có 9 người sử dụng Internet. Và đến bây giờ thì con số chắc chắn là đã gia tăng, một tỷ lệ mà rất ít quốc gia nào có thể sánh bằng. Và để duy trì sự dẫn đầu công nghệ đó, những đứa trẻ Estonia đều được dạy để lập trình kể từ khi mới lên 6 tuổi. Phương pháp giáo dục này đã rất thành công đối với người Estonia, và họ là một trong số những nước có tỷ lệ biết chữ cao nhất trên thế giới. Đối với người lớn ở Estonia, tỷ lệ biết đọc và biết viết là 100%. Ngoài ra, Estonia còn nổi tiếng trong việc sản sinh và đào tạo vô số những kỹ sư làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Một trong những người đã đặt nền móng cho sự phát triển của ứng dụng Skype nổi tiếng toàn cầu chính là người Estonia. Người Estonia thì không chỉ giỏi mà còn đẹp. Phụ nữ Estonia nổi danh với nhan sắc của mình. Họ vừa đẹp vừa cao đến nỗi người ta có thể nói rằng bạn dễ dàng bắt gặp những người đẹp như siêu mẫu ngay trên những con phố tại Estonia. Tuy nhiên ở Estonia, tỷ lệ nữ giới lại cao hơn nam giới. Bởi vậy, phụ nữ Estonia tuy đẹp nhưng vẫn có thể bị ế chồng. Và đàn ông Estonia thực sự may mắn khi mà không cần phải cố gắng quá nhiều để có một cô bạn gái đẹp như siêu mẫu. Không chỉ có vẻ đẹp ngoại hình quyến rũ và thu hút, phụ nữ Estonia được đánh giá là giỏi giang, thông minh. 2/3 phụ nữ Estonia có bằng cử nhân đại học. Đây cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ phụ nữ có bằng đại học cao nhất tại châu Âu. Đồng thời, số lao động nữ hùng hậu, chiếm khoảng hơn 60% tổng số người lao động trên cả nước. Ở Estonia thì gần như không có rào cản nào về ngôn ngữ ở đây. Người Estonia có xu hướng nói ít nhất là hai ngoại ngữ. Bên cạnh tiếng Estonia là tiếng mẹ đẻ thì đa phần những người Estonia có thể nói thành thạo ít nhất là hai trong số những ngoại ngữ sau đây. Đó là tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Phần Lan và tiếng Đức. Trên thực tế, người Estonia được cho là một trong những người nói tiếng Anh giỏi nhất ở châu Âu. Vì vậy, tại đây dường như không có vấn đề về giao tiếp nào với những người nước ngoài đặt chân tới Estonia. Rừng bao phủ hơn một nửa đất nước Estonia. Đây là một điều khá là thú vị. Với 52% diện tích đất nước là rừng, khiến đây trở thành một trong những quốc gia xanh nhất tại châu Âu. Và con số này vẫn đang tăng lên chứ không giảm đi. Quốc gia này thì có địa hình đa phần là núi rừng, cây cối bao phủ, tạo ra môi trường sống cho rất là nhiều những loài động vật, thực vật. Phải nói rằng đầu tiên khi đề cập đến việc Estonia là một quốc gia kỹ thuật số thì nhiều người nghĩ rằng có rất là nhiều máy móc, có rất là nhiều những cái cơ sở công nghiệp tại đây. Nhưng rừng mới là một điểm chấm phá thú vị về cảnh quan thiên nhiên của Estonia. Và kết quả, Estonia là đất nước có chất lượng không khí top hàng đầu thế giới. Người dân ở nơi này thì rất là tự hào về điều này và luôn cố gắng để giữ gìn môi trường xanh. Thủ đô của Estonia tên là Tallinn, được xây dựng bởi quân thập tự chinh Đức vào cuối thời Trung Cổ và rất tráng lệ. Với những bức tường và những tòa tháp cổ nguy nga, gần như đến giờ vẫn còn nguyên vẹn, nơi đây được coi là một trong những nơi được bảo tồn tốt nhất tại châu Âu. Thủ đô di sản thế giới được UNESCO công nhận của Estonia, Tallinn, được trao quyền thành phố vào thế kỷ 13 bởi vua Đan Mạch. Như chúng ta đã biết, lịch sử của Estonia thì rất là phức tạp. Và đây cũng là một trong những thủ đô cổ kính và đáng ghé thăm nhất tại châu Âu. Bạn có tin được không? Bạn có thể đi quanh thủ đô của Estonia khi mà phương tiện giao thông công cộng là hoàn toàn miễn phí cho người dân thủ đô Tallinn của Estonia. Điều này xuất phát từ việc chính phủ Estonia muốn giảm bớt lượng khí thải ô tô riêng và những phương tiện cá nhân để bảo vệ môi trường vì phúc lợi cho người dân, nhất là những người nghèo. Đây chính là một mũi tên trúng hai đích. Kế hoạch này thực sự đã thành công ngoài dự kiến. Mặc dù thành phố phải tăng thêm chi phí cho giao thông công cộng, nhưng cái lợi thế về mặt di chuyển này lại giúp nhiều người đến với thành phố Tallinn hơn. Chính quyền thì thu được nhiều thuế hơn. Không những vậy, dân số gia tăng cũng giúp những cửa hàng ở đây kinh doanh phát đạt. Cũng nhờ chương trình này, nhiều người bắt đầu sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế dùng ô tô riêng, do đó tình trạng môi trường được cải thiện một cách rõ ràng. Và quan trọng hơn cả là người dân thủ đô của Estonia cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mà đất nước đã dành cho họ.
Estonia đã có rất là nhiều những nhà thờ lịch sử, nhưng mà người dân nơi đây thì rất ít khi đi nhà thờ. Đây là một trong những quốc gia ít tôn giáo nhất trên thế giới. Chỉ có khoảng 16% người dân tại Estonia cho rằng tôn giáo là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ, so với khoảng 27% người Anh, 65% người Mỹ, 100% người Bangladesh và Indonesia. Ở Estonia, họ ăn gì? Bánh mì chính là một biểu tượng văn hóa. Đây là loại thực phẩm chủ yếu trong chế độ ăn uống, là biểu tượng của bản sắc văn hóa. Người Estonia có một tình yêu mãnh liệt với bánh mì lúa mạch đen. Lúa mạch đen đã được trồng ở nơi đây trong hơn 1.000 năm, là một phần quan trọng của nền nông nghiệp truyền thống. Và Estonia nổi tiếng với tư cách nhà xuất khẩu lúa mạch đen lớn nhất tại châu Âu. Bánh mì lúa mạch đen được ăn cùng trong hầu hết các món mặn ở Estonia. Khi dùng bữa, thay vì chúc ngon miệng, người Estonia thường nói chúc miếng bánh còn nhiều. Nói về thể thao, môn thể thao kỳ lạ nhất mà bạn có thể tưởng tượng là gì? Ở Estonia có một bộ môn với cái tên nghe khá là lạ lẫm, đó là mang vợ. Môn thể thao này nghe khá là kỳ quặc và thực sự khác lạ như đúng tên gọi của nó. Luật chơi yêu cầu những ứng viên nam sẽ vác vợ hoặc là bạn gái vượt qua một quãng đường gập ghềnh nhiều chướng ngại vật. Người chiến thắng là người vượt qua quãng đường trong thời gian ngắn nhất. Mặc dù cái môn này bắt nguồn từ đất nước Phần Lan, nhưng những cặp đôi Estonia mới chính là những nhà vô địch thế giới thực sự. Và họ đã chiến thắng 11 lần liên tiếp trong giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2008. Vì sao họ lại có thể thành công đến như thế nhỉ? Có lẽ đó là do kỹ thuật cõng đậm chất Estonia. Người phụ nữ sẽ bám níu vào lưng của người đàn ông với tư thế chống ngược người. Cuộc thi này là một trong số những cuộc thi được yêu thích nhất tại châu Âu. Và cuối cùng, có cả một bộ sưu tập những bài dân ca lớn nhất trên thế giới tại Estonia. Ước tính có gần 150.000 giai điệu Estonia dân ca được ghi lại. Estonia xứng đáng được gọi là quốc gia ca hát. Những ca điệu truyền thống được ngân lên cứ mỗi 5 năm một lần trong một cuộc thi truyền thống có tên là Bài hát Estonia và lễ hội nhảy múa. Cuộc thi này quy tụ đến 200.000 người tham gia. Họ trình diễn và thưởng thức những bài hát này. 200.000 người. Con số này có thể với những quốc gia khác không lớn, nhưng với tỷ lệ dân số chỉ hơn 1 triệu người tại Estonia thì đó quả thực là một tỷ lệ cao. Vâng, cảm ơn các bạn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện về đất nước Estonia, một đất nước đầy thú vị tại châu Âu. Và nếu cảm thấy thú vị, bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ cho bình luận viên Hải Thanh Story. Bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.